Alo, bên này xin trân trọng kính chào quý vị khán giả gần xa. Thưa các bạn, hôm nay là bên này là đọc được là một số nội dung ở trên mạng xã hội nước ngoài của những cái gì nói cho đúng hơn là ở cái phe 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 diều hâu, nhưng mà hôm nay lại không phải là ở các chính trị gia mà là thưa các bác là ở cư dân mạng phương Tây cũng không có thiếu những cái ý kiến. Ngoài cái bộ phận rất là lớn người ta biểu tình, người ta phản đối, nhưng mà cũng có không thiếu những cái kẻ gọi không thiếu những cái người người ta là gì ủng hộ nhiệt tình cái chính sách hiếu chiến. Họ nói rằng là không biết là thiếu thông tin hay như thế nào, họ nói rằng đối với Putin ấy, thì không có súng thì không có hòa bình, nhưng mà lại không phải là quan điểm của ông Putin mà lại quan điểm của các nước Mỹ và phương Tây. Họ nói thế này, đại loại họ nói thế này, với đại tóm lược lại là phương tiện chính trị ưa thích của Putin là chiến tranh, giết những người cản đường ông ta. Ông ta tiếp tục tung tin dối trá để biện minh cho việc tiếp tục đổ máu. Đấy. Và rõ ràng là ông ta biết rằng những bức ảnh đáng buồn được sản xuất không xuất hiện trên truyền hình nước Nga. Và nếu có thì người khác phải chịu trách nhiệm về chúng. Nhưng họ được đến thế giới phượng vo ở phương Tây, nhìn thấy những bộ phim và những bức ảnh phong cảnh về đống đổ nát, về những cảnh chết chóc trên đường chạy và trong các tầng hầm, ngày ngày đang chịu cảnh tấn công dồn dập của người dân Ukraine, thì người ta sẽ hiểu Putin hơn. Đó là một tên đồ tể. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chiến tranh, nhưng chúng ta không được phép mệt mỏi. Đấy. Vì đối với người dân Ukraine, khi đứng trước Putin, không có súng thì không mang lại hòa bình. Đấy. Rất là cái lý luận rất là hay. Cuộc chiến đã dẫn tới tâm trạng ở phương Tây trở nên nổi tiếng ở đất nước, từ đất nước này qua đất nước khác. Đấy. Mọi lời kêu gọi của các nhà hoạt động vì hòa bình coi việc ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine để có được hòa bình, đó là một sự ngu xuẩn. Một giấc mơ đẹp, nó rất dễ hiểu nhưng nó đầy tính không hiện thực. Bởi Putin sử dụng bất kỳ điểm yếu nào của quân đội Ukraine, do thiếu trang thiết bị để chinh phạt cả đất nước này, nguy cơ của một cuộc chiến tranh sẽ không thể được ngăn chặn, bởi vì người cai trị trong điện Kremlin và kể cả những kẻ kế vị ông ta sẽ tự trang bị vũ khí và đặt tầm nhìn của họ sau ống nhòm quân sự lia sang các nước Baltic. Cơn ác mộng của đế chế Nga chỉ kết thúc khi người Nga bị thất bại nặng nề về mặt quân sự. Cho nên không có súng không thể có hòa bình ở Ukraine. À, là một lý do để cung cấp súng. Lý do thứ hai không phải là như là các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách bây giờ người ta ngỡ ngàng, người ta giật mình là phương Tây ngoan ngoãn nghe theo tiếng huýt sáo của Washington, mà bộ phận cư dân này lại cho rằng Tổng thống Mỹ John Biden đã cầu xin phương Tây duy trì quyền lực. Điều đó hoàn toàn đúng đắn. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đoàn kết với người Mỹ ngày hôm nay, ngày mai và trong nhiều năm tới. Đấy. Bất kể là phải trả bằng một cái giá như thế nào. Bởi vì sao? Putin sẽ tìm cách tăng giá, Putin sẽ tìm mọi cách để tăng giá dầu, giá khí đốt, giá lương thực. Đấy. Hãy nhìn vào lời đề nghị của ông Biden để có thể tránh một cuộc khủng hoảng lương thực đang rình rập thế giới mà một mình Nga phải chịu trách nhiệm, và điều đó đã xảy ra. Gần 40 triệu tấn ngũ cốc đang
ở đầy ắp trong các nhà kho của nước Nga mà chúng không chịu xuất khẩu. Thế tại làm sao không á? Chả hiểu là như thế nào nữa. Tất tần tật đều cấm vận cả lương thực của Nga, nhưng mà chỉ có mỗi người Mỹ người ta không cấm vận lương thực thôi. Thế là thế nào? Chúng không chịu xuất khẩu. Đấy. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov giống như Putin, một người tự cao tự đại. Đấy. Mô tả khủng hoảng lương thực thế giới chỉ là một vấn đề nhỏ. Nga muốn cho phép vận chuyển ngũ cốc và phân bón khi phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Điều đó chỉ có thể xảy ra ở trong giấc mơ. Đó, rất là hay nhá. Nếu như phương Tây đồng ý với vụ tống tiền ngấm ngầm này, nó sẽ tỏ ra, thì phương Tây sẽ tỏ ra yếu thế trong mắt tên đồ tể Putin. Bởi bản thân hắn lúc đó sẽ đóng vai trò một vị cứu tinh trong nạn đói. Trời ơi, hình ảnh những đứa trẻ hốc hác chết chỉ là chuyện bình thường đối với những người hâm mộ Vladimir Putin, vì chúng làm tăng áp lực cảm xúc nhượng bộ Nga và bỏ rơi Ukraine. Còn Putin sẽ không có gì để chống lại dòng người tị nạn, từ khắp nơi đổ vào châu Âu do đói. Chúng sẽ gây dòng người tị nạn này, chúng sẽ gây bất ổn cho phương Tây, bởi vì chúng chẳng bao giờ đến Nga cả. Không biết là cái chuyện này là nó có thật hay không có thật, nhưng mà kể ra họ nói con thấy có cái hay hay. Bây giờ miễn bình luận về cái chuyện này nhé, phải không? Nhưng mà không biết là dòng người ở đâu đến, nhưng mà do cái cuộc chiến này mà do cái sự không biết là do ai mà bây giờ khoảng 10 triệu người Ukraine ở khắp các nước phương Tây, tức là bao gồm có người già là 1, phụ nữ là 2, trẻ em là 3. Còn thanh niên trai tráng là người trong độ tuổi họ không được phép ra khỏi đất nước đâu vì lý do chiến tranh. Đó. Và mùa đông, lý do nữa bây giờ mới thấy khổ về cái mùa đông này, trong cuộc tranh cãi gay gắt về việc chuyển giao vũ khí và sự mơ hồ về mục tiêu mà phương Tây đang theo đuổi chính sách của mình, cũng giúp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể chấp nhận được ý kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là không muốn làm bẽ mặt Nga, để đến ngày nào đó giao tranh ngừng lại, chúng ta còn có thể có một biện pháp ngoại giao xây bệ phóng. Bệ phóng đấy là bệ phóng cho ai và để làm gì? Sự cân nhắc dành cho một tội phạm như Putin, người đã phá vỡ mọi thỏa thuận quốc tế và nói dối tất cả các đối tác của mình, thật là kinh ngạc. Đấy. Như hiện nay chúng ta thấy mọi vấn đề về hòa bình, mọi vấn đề về giá cả và lương thực, các nước phương Tây hiện nay đang đối mặt, tất cả đều là do Putin. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, ông này ông biết hay lắm. Không biết có phải thế không hay là cái gì nhỉ? Chiến tranh chỉ có thể dừng lại khi người Nga bị đánh bại hoàn toàn về mặt quân sự. Và điều đó ấy, thì theo họ là chỉ có thể thực hiện được thông qua việc cung cấp vũ khí một cách nhanh nhất và nhanh chóng nhất và rộng rãi nhất. Nếu như quân đội Ukraine được nhận xe tăng và các thiết bị khác quá muộn, người Nga sẽ chiếm được lãnh thổ và họ sẽ không bao giờ trả lại. Điều này thì là do hai bên quyết định thôi, mình không cần bàn việc. Đấy là mình đang đưa ra cái lý luận của họ thôi. Đấy. Cuộc chiến xanh sẽ còn tiếp tục trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Và giờ đây mùa đông sẽ được đảm bảo, chắc chắn sẽ đến. Đấy. Người này bắt đầu lý luận là để xem chúng ta có đủ khí đốt hay không, và các giá tại các trạm xăng và dầu sưởi có được kiểm soát hay không.
Đấy, các chính trị gia của chúng ta đối mặt với các bầu cuộc bầu cử giữa kỳ vân vân ấy, sẽ tính đến điều này như thế nào khi phải đưa ra quyết định hoặc là sáng suốt hoặc là thỏa hiệp với người Nga. Sự mệt mỏi vì chiến tranh đã xuất hiện nhưng chỉ ở phương Tây. Đấy. Và ông này còn nói là bây giờ đã thấy có dấu hiệu những nhà cầm quyền ở phương Tây là có dấu hiệu mệt mỏi và chán ghét. Một tên đổ tể như Putin sẽ tiếp tục, hắn không bao giờ ngừng lại, tiếp tục để mọi người chết nếu phương Tây để Ukraine thất vọng. Nó đang phản bội lại các giá trị của mình, rồi thế giới cuối cùng sẽ cũng khác đi. Thế đấy là những cái, em tóm tắt lại những cái thứ mà hôm nay em đọc được. Cái tư tưởng này nó buồn cười, rất là buồn cười các anh, các bác ạ. Nó xuất hiện ở hai nước. Đây không phải là em đọc một bài đâu, mà em tóm tắt lại được ở hai nước, tầm khoảng có 4 năm cái ý kiến ở trên mạng xã hội, cái kiểu dạng dạng như thế. Hai ý kiến của người Đức, một ý kiến của Ba Lan và một ý kiến từ người Anh. Mạng xã hội nó vui lắm. Thế thì còn tình hình diễn ra ở Ukraine như thế nào? Thì trong khi đó là đa số các chính phủ của phương Tây rồi thượng đỉnh G7 đưa đến những cái thống nhất dưới sức ép của Mỹ. Đưa đến cái sự thống nhất là gì? Gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga và phải viện trợ vũ khí kịp thời cho Ukraine. Nói thật, cái sự kịp thời thế nào thì em không biết, nhưng em chắc chắn là từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ có sự kịp thời. Vũ khí hạng nặng có nhưng mà chưa chắc đã sử dụng được nhiều. Cái này nó có nhiều nguyên nhân lắm. Đấy. Thế là lợi dụng cái tình hình như thế thì em bảo thì thấy như thế này, trong một cái tuyên bố gần đây nhất ấy, thì ông Tổng thống Zelensky ông ấy phát biểu rằng là Ukraine cần một hệ thống đảm bảo an ninh sẽ có hiệu quả ngay cả khi mà chúng tôi không tham gia vào liên minh của châu Âu ấy, không tham gia liên minh, không tham gia NATO, nhưng phải cần có cái đấy. Bởi vì một cái lý do đưa ra rất là hay, cái lý do Tổng thống này, ông Zelensky này đưa ra rất là hay đấy. Nga xem lãnh thổ của đất nước chúng tôi như là một chỗ đứng để tiến vào các quốc gia châu Âu. Do đó đảm bảo an ninh cho Ukraine là cung cấp an toàn liên dạng lâu dài cho toàn châu Âu. Nào, tao bảo thế chúng mày nghe không? Cái này nói thật thì mọi người cứ đặt ra và mọi người cũng vô cùng dễ hiểu. Tại làm sao một kẻ ăn mày nó lại dám nghênh ngang, nó ngạo mạn như thế? Bởi vì làm sao nó là cái gì ạ? Nó biết thừa nó là một cái tên, nó là một cái tên lính xung kích trên cái mặt trận chống Nga và được người Mỹ giật dây khiêu khích đến nỗi người Nga phải ra tay ấy. Thì bây giờ là cái bản chất nó như thế rồi. Thế thì người ta bảo là bình thường này này, hãy nghĩ đến ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đi, ông Thiệu đi, nghe lời thì còn sống, không nghe lời thì có lẽ là chết. Đấy, ông Thiệu ngày xưa là bao nhiêu lần là bị từ Johnson đến Nixon nó dọa giết rồi đấy. Còn Thiệu à Diệm thì bị dọa giết hẳn. Thế bởi vì tranh thủ người ta thì nghe này, cái nguyên lý thông thường ấy, người Mỹ người ta đã nói ra mồm ấy, thông thường là con chó vẫy đuôi. Thế nhưng mà mình thì đằng này lại gì, lợi dụng cái tình thế đôi bên lợi dụng lẫn nhau ấy, thì thay vì con chó vẫy đuôi thì cái đuôi nó lại vẫy con chó. Thế thì đúng là nó cũng không hiểu là nó như thế nào. Đây là cái bản chất của sự việc ấy, nó lợi dụng lẫn nhau là nó như thế. Ai đời là tất cả các anh phải bảo vệ tôi, bảo vệ tôi ấy, thì chính là bảo vệ an ninh cho các anh. Đấy, cái chuyện này thì thôi thì hôm nay không có cái âm mưu phân tích, cái ý định phân tích sâu, nhưng mà rõ ràng đây là cái chiêu trò là gì? Người ta bảo là thừa nước đục thả câu hay là mượn gió bẻ măng. Đấy, nó không mới đâu, thỉnh cầu thế nào đi nữa, cầu xin thế nào cũng chỉ là gì, ảo vọng thôi. Bởi vì là chính ông nghe lời, chính ông tự nguyện làm một con rối trong tay người ta ấy, đưa đất nước của ông vào khủng hoảng, rồi đây còn mất lãnh thổ, mất chủ quyền về nhiều thứ vân vân, còn cố cứng đầu thì còn mất đất, đúng. Đấy. Thế một trong những cái thứ thì là cái gì ạ? Cứ dựa thì tôi tính dựa dẫm vào nước ngoài,
Bây giờ nói thẳng ra, bây giờ mới nói trong cuộc chiến này ấy, bây giờ phải nói là gì? Người Nga đang dạy cho cái quân phát xít mới một bài học ấy, chứ không phải là có một cái người Nga, người ta cũng không phải là cái dân tộc ưa đi xâm lược hết nước này nước khác, hay là kích động thù hằn rồi kích động chiến tranh để buôn bán vũ khí như người Mỹ đâu, không có đâu. Đấy. Đấy, thế bây giờ là trong lý thuyết của ông Zelensky thì bây giờ chúng ta thấy ở Ukraine nó xảy ra cái chuyện gì? Cái thứ nhất là cái sự mâu thuẫn trong nội nội bộ của Ukraine giữa chính quyền và quân đội nó rất là lớn. Đấy. Cụ thể là trong ngày hôm nay thì ông Zelensky đã nổi giận, ông ấy bày tỏ sự rất không hài lòng với lãnh đạo quân đội Ukraine. Này, thì bởi vì họ đã ban bố một cái mệnh lệnh mà không xin ý kiến của ông. Đó là gì? Tôi thôi không 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 đọc bài báo nôm na nữa. Không là chúng ta cứ nói nôm na thôi. Thì đại loại là tổng tư lệnh của Ukraine ấy, bộ tổng tham mưu các lực lượng Ukraine ấy, thì ra một cái lời kêu gọi thế này này. Đại loại là thưa các công dân, những người lính dự bị và những người đủ điều kiện nhập ngũ, chúng tôi nhắc các bạn rằng chiến sự đang diễn ra rất là ác liệt, vân vân đấy. Đất nước đang cần các bạn. Những ai chưa đăng ký hoặc là chưa gia hạn đăng ký nhập ngũ thì nên làm ngay. Những ai có kế hoạch rời khỏi nơi cư trú đi đến nơi khác thì phải được sự cho phép của cơ quan tuyển quân ở địa phương, thế ví dụ và các trung tâm xã hội, vân 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 như thế chẳng hạn. Cái lệnh này được ban ra ấy, lập tức là những cái người đủ điều kiện chiến đấu, những người làm thuộc cái có thể nhập ngũ được ấy, thì không được phép đi lại từ nơi này sang nơi khác mà không có sự cho phép của cơ quan quân quản, cứ nói thế đi. Thế là lập tức là qua mặt tổng thống, bởi vì ông là tổng chỉ huy tối cao mà, lập tức cãi nhau. Mà cái lệnh giữa tổng thống và quân đội trong các cái gì, các đợt các cuộc giao tranh giữa phân bổ quân giữa các miền các khu vực ấy, nó đã xuất hiện sự mâu thuẫn từ khá lâu rồi. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái này ấy, rồi nó có là một cái dấu hiệu nữa ấy. Một là chuẩn bị nhảy sang Anh mà tị nạn, hai là hãy nhìn tấm gương Ngô Đình Diệm, một con ngựa thay giữa dòng, không có gì là khó với người Mỹ cả. Cái thứ hai em nói với các bác này này, chính người Ukraine hôm nay phải thừa nhận, chứ không phải là người Nga, người ta người Pháp người ta bôi bác nữa đâu. Người Pháp người ta bôi bác lâu lắm rồi, người Nga người ta cũng nói vấn đề này lâu lắm rồi, là cái nạn buôn lậu vũ khí, đổ vũ khí ra thị trường chợ đen đấy. Thì đúng vào ngày mùng 6 tháng 7, tức là ngày hôm nay đấy, phải không? Người dẫn đầu cơ quan Cục An ninh Kinh tế Ukraine là ông Volodymyr Milik, là cho biết cái giới chức Ukraine đang tiến hành điều tra và ghi nhận một số trường hợp nhận hàng viện trợ nhân đạo do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine bị bán ra thị trường bên ngoài. Đó. Đấy. Ngay cả những hàng hóa liên quan đến quốc phòng cũng bị mang đi bán. Đấy. Chúng ta cần thiết lập một quy trình rõ ràng hơn về việc chấp nhận, phân bố và sử dụng hàng viện trợ do các đối tác nước ngoài cung cấp. Đấy, ông quan chức này là ông ấy đã nhấn mạnh trên đài Ukraine 24 đấy. Và con số là ông ấy cho đưa ra là ít nhất 10 vụ án hình sự về các hành vi đưa vũ khí bán ra ngoài chợ đen đã bị bắt và đang được điều tra mở rộng. Đấy, theo ông Milik thì thông tin chi tiết về các nghi phạm và chủng loại vũ khí và địa điểm hiện nay vẫn chưa được tiết lộ hết. Đấy. Thế thì con số này thế là kể từ khi Nga mà mở cái chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ấy, thì phương Tây đã gửi sang Ukraine rất là nhiều hàng viện trợ nhân đạo cũng như vũ khí. Thế thì theo như số liệu của Nga và một số nước phương Tây ấy, thì ước tính số hàng hóa quân sự mà Ukraine nhận được từ phương Tây đã lên tới 28.000 tấn. Đấy, điều này thì không biết là có chính xác hay không, nhưng mà
phương Tây nó cũng đưa con số như thế, người Nga đưa hơn hơn một tí, 28.300 tấn cái gì đấy, nó thì coi như là chính xác đấy. Đó. Thế thì xưa nay người Nga người ta luôn luôn cảnh báo là vũ khí phương Tây có bị lọt ra chợ đen đi đến các khu vực khác trên thế giới, thì phía truyền thông phương Tây và người Mỹ thì bảo là người đây là thông tin vịt, thế tại sao hôm nay người Ukraine lại thừa nhận thật, thế là thế nào? Thậm chí cái hiện tượng này hai tháng trước một cái đài rất lớn ở người Mỹ là CNN ấy, đã dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ phải thừa nhận mất dấu khí tài sau khi chúng đến Ukraine, chúng như rơi vào một cái hố đen lớn và hầu như không biết gì về chúng sau một khoảng thời gian ngắn, bởi vì khi vào đất nước Ukraine rồi cái dòng vũ khí nó tỏa đi, người ta không kiểm soát được không? Thế nên bây giờ là hai bên đổ lỗi, đến là ông Nga thì bảo là ra chợ đen cực kỳ nhiều, thế ông Mỹ với ông Anh mấy ông diều hâu ấy bảo nó nói láo đấy. Thế đến hôm nay chính là cái cơ quan tối cao về an ninh và kinh tế của Ukraine phải thừa nhận trên đài truyền hình là những cái vụ việc này nó xảy ra thường xuyên, và bây giờ bắt và truy tố đến 10 vụ đấy, đã xác định là cái địa điểm và cái thời gian, cái phương thức trao đổi thanh toán và như thế nào. Thế như vậy thì bây giờ liệu cái triết lý của một số cái thành phần cực đoan cực hữu của phương Tây cho rằng không có súng thì không có hòa bình ở Ukraine này nó có đúng hay không đúng đấy. Và ai là kẻ bại trận trong cái cuộc chiến này thì mọi người đã thấy rõ rồi đấy. Em khẳng định người Mỹ không bại trận, mặc dù đây là đối đầu Nga-Mỹ. Ukraine không còn một cái gì sau cuộc chiến là một. Châu Âu trở nên nghèo khó là hai. Hai người này mất nhiều nhất. Người Nga được cái vị thế chính trị cao vút, nhưng nền kinh tế lại bị tụt lùi xuống. Người Nga nghèo đi. Ngày hôm nay đã ký sắc lệnh đưa đất nước vào tình trạng chiến tranh. Đấy. Như thế thì không biết là cái triết lý của người phương Tây cũng như triết lý của người Mỹ nó là như thế nào. Nhưng mà triết lý người Mỹ người ta lại bị người bảo sợ bẽ mặt, là người Mỹ người ta không sợ bẽ mặt, người Mỹ người ta chỉ cần tiền, lái súng, lái dầu, lái thực nhu yếu phẩm các thứ nó đổ sang phương Tây ầm ầm ở sang châu Âu ầm ầm. Nó cần gì đâu, người dân Mỹ nghèo đi, kệ chúng mày thích nghèo cho chúng mày nghèo. Trân trọng kính chào mọi người, hẹn gặp lại trong những clip sau.